này. Này, Max 15 cân, con là bao nhiêu cân? Con 18 cân đúng không? Không. Thì mình không lên được nữa rồi. Con không còn là một em bé nữa đâu. Leo leo. Chưa cao bằng bố, chưa đến bằng cổ bố. Úi dồi ôi, đến cao bằng cổ bố cơ mà, 70 cân à. Đó, con nhìn đi này. Người ta chỉ là 15 cân thôi, con nặng quá rồi nhá. Bố để em bé mới là mẹ đâu. Bây giờ lại văn thế à? À, bây giờ mình đi vào nhá, mình đi vào đi. Giản. À, mẹ bố Duy hãy giới thiệu nguyên liệu đi xem là mẹ mắm lúc nãy giao cho nhiệm vụ là đã mua đầy đủ hết chưa nào? Nói chung là nhìn chung phải theo trong cái tờ mà mình được giao thì mình tin là đã đầy đủ. Vì ở đây là có bề bề này, có giới thiệu đi này. Có tôm và ngao để làm ngọt nước lẩu này, không thiếu thịt bò này. Đấy, và có quả dứa để cũng là một phần thành phần để làm nước lẩu. Hai loại nấm, mộc nhĩ, cà chua, à mực. Ngoài ra thì có những cái gia vị đi kèm là gừng, ớt, chanh, tỏi, dùng lúc nào thì dùng. Đây là xương đông để ninh nước lẩu. Ở bên này là một chút bí vì mình có sở thích đặc biệt là thích ăn lẩu hải sản với bí. Ok, bây giờ thì bắt tay vào làm nhá. Okay. Mẹ mắm sẽ giao cho bố con đậu mấy việc hôm nay sẽ phải làm. Các nguyên liệu thì bố con đậu đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Và bây giờ đến công đoạn chế biến nấu nướng sẽ là do bàn tay của mẹ mắm. À, hôm nay thì mọi người thấy không, mình đang nấu trên cái bếp mới của mình đây. Mà bao nhiêu lâu nay là nhà cửa phải sửa là để cho cái căn bếp này đây, nó cũng đẹp hơn rồi đúng không mọi người. Và bây giờ thì đã bày sạch sẽ rồi để chuẩn bị nấu nướng cho tự tin rồi đây này. Và gia vị hôm nay gồm có nước mắm này, hạt tiêu này, ớt bột này, bột canh này, đường này và bột ngọt Ajinomoto. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào chế biến các nguyên liệu sống nhá. Thực ra là sống hết đấy, nhưng mà đến khi mà đưa về nhà thì cũng chín ngoeo hết cả rồi. Mẹ mắm đã lấy cái dao để cắt phô mai cho đậu tập. Đúng luôn. Nhớ là đều nhau nhá, các miếng đậu đều nhau nhá. Đúng, ui dồi, cắt đẹp thế. Ồ, ồ. Ồ, anh mới cắt rồi, anh cắt đẹp luôn. Cho nó đẹp lên mà. Ok. Cẩn thận lại rơi miếng chay vào đó bà. Ui, em này chú em. Khi mà hành này, tỏi này, xả này chuyển sang cái màu vàng ươm, mọi người cảm thấy là nó vàng ươm rồi thì chính là cái lúc mà chúng ta tắt bếp đi để cho vào cái nồi nước dùng bên cạnh này. Không biết như thế nào nhưng mà đang thơm rất là nước mũi đây. Và đây chính là cái tạo nên cái hương vị thơm cho cái nước dùng. Trước khi tắt bếp ạ, thì mình sẽ cho thêm một chút bột ngọt nữa
Mặc dù là trước đấy đã cho các gia vị rồi, nhưng bước cuối cùng vẫn không thể nào quên được bột ngọt, bởi vì giúp cân bằng lại cái hương vị của món ăn. Và ở trong bột ngọt thì có umami, một cái loại gia vị chính giúp cái món ăn thêm hấp dẫn cũng như là hài hòa hơn. Và bột ngọt Ajinomoto thì được sản xuất theo cái công nghệ Nhật Bản, cho nên là mình rất là yên tâm để cho vào nêm nếm các món ăn hàng ngày cho cả gia đình. Và khi mà nấu món ăn cho cả gia đình á, thì mình cũng hạn chế cho muối vào. Thay vào đó thì mình dùng bột ngọt giúp cái món ăn nó được hài hòa cũng như là đậm đà hơn. Thì mọi người cũng hãy thử nấu giống mình xem sao nhé. Hello, bán lẩu nào? Đón thêm hai thành viên nữa vào trong bữa tiệc. Đó là cô Ngân Hà và chú Sơn. Đúng rồi, luôn. Lẩu ngon không? Ngon. Ngon như nào? Ngon kiểu đầy đặn, đậm đà. Hương vị đậm đà. Không bị nhạt quá, không bị mặn quá. Hay nhở? Ý là cân bằng ấy. Còn kiểu có mùi cốt dừa đâu. Hôm nay thì em trông thấy hôm nay nước như nào? Rất là ngon. Có rất là ngon. Có vị gì mà anh cảm nhận đặc biệt không? Ngọt. 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 Mọi gia vị nó hòa vào nhau rất là vừa phải. Không cái gì đánh cái gì cả. Và mình thấy nước rất là ngọt. Nên bình thường, nhưng cho thêm bột ngọt Ajinomoto lúc cuối nên chắc là vị ngon hơn đó. Bà thử hôm nay nấu ngon không? Ngon lắm. Ngon như thế nào? Thường nhà mẹ ăn nấu nhưng mà không bao giờ mẹ ăn thấy ngon như này. Trước khi kết thúc vlog ngày hôm nay thì mình có một bất ngờ dành cho mọi người. Đó chính là hãy cùng bố Duy mẹ mắm tham gia ngay cuộc thi Cùng Nêm Hạnh Phúc được tổ chức bởi fanpage bột ngọt Ajinomoto với cách thức cực kỳ là đơn giản thôi nha. Bước 1, like fanpage Ajinomoto và bài thông báo. Bước 2, nấu ăn theo chủ đề mà fanpage đưa ra, sau đó chụp lại phần trưng bày món ăn đó kèm hình ảnh bột ngọt Ajinomoto và comment ở bài post thông báo ở bước 1. Bước 3, share bài post đó về chế độ công khai kèm hashtag và đừng quên theo dõi fanpage Ajinomoto để không bỏ lỡ nha. Mọi người có thể nấu ăn theo cái món ăn của mẹ mắm ngày hôm nay hoặc là bất cứ món gì mà mọi người có thể nấu nha.